cái gấp đã lên xe đó, mình đã canh chuẩn vô một chiếc xe. Nói chung thì cái gấp này anh em còn phải canh lại cục canh và tất cả của một cái bánh ghế đó, để cho một cái chiếc xe nó nhẹ nhàng nhất. Cái gấp này rất là cứng, nhôm rất là đẹp, ban đêm nó rất là sáng, nhôm rất là dày. Anh em thấy cái độ dày của hai cái bát của hai chân phụt đó, chị cui luôn. Mối hàng là dĩa cá này ngoài rất là đẹp, hai cái bát tân sơn âm rất là chỉnh chu. Rồi ha, vô bánh là nhẹ rồi, ok ha, tiếp tục nhúng phụt à, ok nha. Bye. Racing Boy chính hãng có nhận ship code toàn quốc cho anh em một cái ống gây ra vũ đề và đồng hồ. Cùng này mình kéo như mô tô là ở đề nha anh em. Okay. Rồi, ok anh em, cần thì cứ liên hệ hay có